năm 2023. Ai đã đón giao thừa cung bắn? Có phải bạn đang nhận ra điều bạn mong chờ mỗi năm không chỉ là Tết mà còn là sống? Bạn đã cùng cười thật tươi với hơn 300 gương mặt này, ghi dấu trong tim hơn 100 bài hát, được truyền cảm hứng từ hơn 100 câu chuyện. Và nhớ không, bao nhiêu sự kết hợp bất ngờ đã làm bạn thích thú mỗi đêm giao thừa. Cảm ơn vì đã và luôn ở đây. Tết 2024 này, hãy bên cạnh nhau tiếp nhé. Sống 24, chương trình ca nhạc đêm giao thừa duy nhất Việt Nam, top 1 thế giới YouTube 6 năm liên tiếp, sắp trở lại. Đón giao thừa, đón sống 24.